Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ nấu một cái món canh trông rất là đơn giản luôn. Thì món canh này là mình nấu cùng với bầu và con ruốc tươi, trông rất là ngon và ngọt nước. Rồi bây giờ mọi người muốn mình nấu cái món canh này thì mọi người hãy cùng theo mình vào bếp để làm cái món canh bầu ruốc nha mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người, mình mời mọi người vào bếp thôi mọi người. Hi, kênh Vlog Bí Nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình có mua con ruốc rất là tươi này mọi người. Thì mình mua cái con ruốc này về mình làm một cái món, đó là món canh bầu nha mọi người nha. Thì cái món canh bầu mình có ruốc nè mọi người, ruốc trông rất là tươi luôn. Và mình có chuẩn bị một trái bầu và hành ngò để nêm. Thì mọi người cùng mình để vào bếp làm cái món canh bầu nấu ruốc nha mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình vào bếp để nấu món canh bầu nha. Ruốc trông rất là tươi luôn nè mọi người. Rồi bây giờ mình cắt bầu nha mọi người nha. Mình cắt bầu để nấu cái món canh bầu. Mình bổ đôi trái bầu ra. Cái máy nó nằm trước mặt không cắt cho mọi người. Bầu rất là non luôn, rất là ngon mọi người. Rồi bây giờ mình cắt nhỏ là để mình đi nấu canh nha mọi người nha. Mình cắt nửa trái bầu này để nấu canh nha. Mình nấu đúng một tô bầu thôi mọi người. Mình nấu cái nửa trái đó nha mọi người nha. Bây giờ mình gọt vỏ. Rồi mọi người ơi, trái bầu sau khi mình gọt vỏ mình đã rửa sạch rồi mọi người. Bây giờ mình cắt miếng nha. Mình cắt miếng dài dài như vậy nè mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi mình bầu mình đã cắt miếng ra rồi mọi người. Mình cắt cái miếng gì để nấu canh bầu nha mọi người nha. Con ruốc nấu canh bầu trông rất là ngọt luôn mọi người. Và ruốc tươi nữa nha mọi người nha. Rồi mình nấu món canh bầu thì mình bầu mình cũng đã cắt rồi nè mọi người. Và ruốc thì mình cũng rửa sạch rồi. Hành ngò mình cũng rửa sạch rồi. Bây giờ mình chỉ cần bắt cái nồi nước nóng lên và mình vào bếp là mình nấu thôi nha mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người vào bếp để nấu cái món canh bầu ruốc nha. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã bắt cái nồi nước lên thì cái nồi nước cũng đã sôi rồi mọi người. Bây giờ mình bỏ bầu vào để nấu nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, sau khi bầu mình đã cắt nhỏ ra mọi người, cắt miếng nè. Thì món bầu này mình có mình cho bầu vào nha mọi người nha. Mình cho bầu vào. Và sau đó thì mình cũng cho ruốc vào luôn nha mọi người nhé. Mình cho con ruốc vào luôn nha mọi người. Rồi con ruốc thì mình cho hạt nêm, đường, muối, tiêu vào luôn nha mọi người nhé. Rồi nó sâu lên, nó sôi lên là vừa nha mọi người. Tại vì con ruốc nó dễ chín, nó dễ rát nha mọi người. Rồi bây giờ mình đảo để cho cái gia vị nó xuống dưới nha mọi người nhé. Canh của mình đã sôi lên rồi mọi người. Bây giờ mình tắt lò mình mọi người. Mình vớt bột ra nha. Con ruốc này với là bầu nó mau chín mọi người. Chỉ cần sôi lên là được rồi. Rồi bây giờ mình tắt lò cho mọi người nha. Mình có
mấy đậu hành mình bỏ vào luôn nha mọi người. Mình có chuẩn bị cái tô, bây giờ mình múc canh ra nha mọi người nha. Canh canh ruốc rất là ngon mọi người ạ. Cái này vừa sôi lên là mình đã nhắc xuống rồi á mọi người. Nếu mà để sôi quá thì bầu với tép của mình nó sẽ bấy mọi người ạ. Bây giờ mình để xác xác vào mình múc cho nó dễ nha mọi người. Rồi cái tô canh bầu của mình đã múc ra rồi mọi người. Mình cái bầu mình nấu mình cho tiêu vào á, tiêu trong cái nước nó hơi đen nha. Tại vì tiêu á mình bỏ vào thì nó đầy đen thôi mọi người. Bây giờ mình nêm nếm hành ngò nha mọi người nha. Ruốc tươi nấu trong rất là ngọt ngon nước đó mọi người. Mình thích ăn canh ruốc nấu bầu lắm mọi người. Rồi mình sau khi đã nêm nếm hành ngò rồi thì mình đã có cái tô canh bầu nấu ruốc trông rất là ngon mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn cái món canh bầu nấu ruốc với mình nha mọi người nha. Canh bầu nấu ruốc hôm nay mình chia sẻ thì cái món ăn cũng dân dã đơn giản nhưng mà nó ngon mọi người ạ. Rồi bây giờ mọi người ơi thì cái canh của mình tới đây thì cũng đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ mời mọi người cùng ăn và mọi người nấu ngay cái món canh ruốc. Nếu mà có ruốc tươi á mọi người mua về nấu đi, ăn trông rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mọi người xem cái video của mình, mọi người nếu thấy thích món này thì mọi người làm ăn nha. Và mọi người cùng ủng hộ cho mình nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký, like, share và subscribe cho kênh của mình nha mọi người. Và mọi người ủng hộ cho mình và ấn chia sẻ luôn nha mọi người nha. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Những món ăn của mình mộc mạc, đơn giản, không có gì mà ngon hết mọi người. Nhưng mà một mặt đơn giản nhưng mà dễ ăn dễ ngon mọi người ạ. Rồi bây giờ mình xin chào mọi người nha.